Hello siêu tất cả bạn ơi, mình là NTN đây. Đẹp trai, mã số xấu trai đến từ Bắc Giang. Ok. Thì hôm nay NTN quyết định làm một cái clip gọi là cực kỳ là kinh dị luôn nha. Đấy, thì trước khi vào cái clip này, ai mà là fan cứng của NTN hãy bấm cho NTN một like luôn nha. Đừng quên là chia sẻ cái clip này cho nhiều người cùng biết. Đấy, thì lần này NTN sẽ đăng cái viên đốc ở kênh phụ nha. Đấy, thì hôm nay NTN Ngọc Diễm mới lên mọi người ạ. Đây á, mình sẽ show chiến mã Ngọc Diễm. À quên mất, Ngọc Diễm hôm nay không đi xem mọi người ạ. Đấy, hôm nay trời nắng khá đẹp luôn mọi người. Đấy, ui dồi ôi, không nhìn mây đây rồi. Ê, à, đẹp không? Ui dồi ôi, đẹp chưa? Mọi người đăng cái này lên TikTok đi. Ừ, mình ra đẹp dai mọi người ạ. À, đẹp dai không? Ui dồi, đẹp dai bấm like nó đi. Ôi trời đẹp thật mọi người ạ. Quá đẹp luôn. Ok thì không đi kinh thiên nữa, thì bây giờ mình sẽ kiểu như là mình sẽ vào, mình sẽ đun nước không, bắt đầu mình sẽ kiểu như là cho Ngọc Diễm pha mì ăn đi. Mọi người hiểu ý mình không? Ăn tuyệt vời luôn, mì siêu cay luôn, siêu cay khổng lồ luôn. Ok, uy tín luôn nhá. Thì mọi người phải nhớ xem cuối clip này nhá. Thì cuối clip nữa đến nữa cũng ra một câu hỏi cho mọi người trả lời nữa, uy tín luôn nhá. Trời trái tinh. Ok, mình sẽ vào đun nước này. Ok các bạn nha, thì mình đã đun nước thành công rồi nha. Thì bây giờ bọn mình sẽ ra để pha mì với nha. Đấy, sẽ cho Ngọc Diễm pha mì. Đấy, Ngọc Diễm đang học tiếng Trung nha. Đấy, sau tận mặt nha, mọi người xem. Ok, hai đồng hồ này, chất này. À, đu. Giỏi đấy. Đang học tiếng mọi người ạ. Nào, pha mì cho anh. Anh cầm cầm, anh không cầm. Ok các bạn nha, thì Ngọc Diễm hiện tại đang học nên mình sẽ kiểu như là pha cho Ngọc Diễm nè. Đấy, mì vậy siêu cay luôn. Nó không biết là có cay không nhưng mình nghĩ là kiểu cho hết một gói muối vào nên mình nghĩ rất là cay đấy. Ok, đi thử nữa nha. Nào, cho Diễm vào. Cho nó tảng cất nha mọi người. À, nhìn này. Không cay lắm anh em, phép đấy mình Omachi nó bảo mì cay. Siêu cay luôn mọi người, nhìn đã, nhìn nhìn. Đấy chưa? Một đống cơ luôn. Nhìn này. Mì gọi cực cay luôn ấy, không phải là cay đâu. Ok, mình đã rót thành công rồi nha, đầy đấy. Thế bây giờ mình sẽ để đây. Được không? Rồi. Úp vào đến mì của anh. Đấy là mì của mình cũng không cay không chán đâu mọi người. Một đống ớt luôn, nhìn lên cho mọi người sâu nha. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Đất xì luôn. Ok, mình sẽ rắc vào cái mì của mình. Ok, úp vào, nhớ cái cho anh. Cho bỏng. 1 phút 30 giây là có mì mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ cất này đi nhá. 1 phút 30 giây là có mì rồi. Nan 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 nan. Ok bạn, thì bây giờ bọn mình sẽ kiểu như là chém luôn gói mì nhá. Đấy, Ngọc Diễm chưa mời các bạn thì đã ăn được nhá. Đói quá, kiểu... Bây giờ là 5 giờ chiều rồi nhưng mà từ sáng giờ mình chưa ăn cái gì cả, học suốt thì... Ok, đấy mọi người, đây cốc nước này. Ý, đây đường Ngọc Diễm nha. Đây cốc nước của mình ở nhà. Ok, bây giờ mình sẽ hiểu ăn luôn cho các bạn xem nha, tuyệt vời luôn đấy, cực kỳ phê luôn. Mì gọi siêu cay luôn, khổng lồ luôn. Đúng bằng cái cốc. Ngon các bạn ạ, ngon lắm, ngon lắm. Cay không? Cay á. Đây mọi người nhìn nhá, đỏ chót, bè kè luôn. Thực ra mì bình thường nhưng mà lần trước lại mua thêm cái gói siêu cay ấy. Sau đó là cho vào. Mọi người biết cái gói cay cay không? Mè kiểu như là ăn nó có ớt ở trong đấy. Siêu cay luôn mọi người, cực phê luôn. Ui. Vừa ăn vừa học online luôn, tuyệt vời lắm mọi người. Các bạn xem xong phải nhớ đăng ký kênh này, phải hiểu không? Với bạn bình luận một cái cho bọn mình vui chứ không, vì bây giờ bọn mình toàn phải ăn mì tôm này. Ừ. Đang không ăn tiền tôi ăn mì tôm này. Hôm nay cá tóc hơi đèn mọi người không cả. Nhìn nó hơi ngắn. Tôi không công nhận ngắn thật. Phê lắm các bạn. Cái lắm.
nước đỏ chót luôn này. Thấy chưa? Mày thấy chưa? Bê mình sẽ quay hộp diễn ăn xem nhé. Không. Đây là người yêu mình nha. Nào ăn đi, ăn đi, ăn. Ăn ngoan, ăn ngoan, ăn ngoan, ăn ngoan. Ngoan cái đây. Nào ăn ngoan nào, ăn ngoan nào. Nào. Này mọi người thấy ngoan không? Bê. Hai đồng hồ nha. Chất, 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 chất. Nào. Ngoan, ngoan. Mì siêu cay luôn. Bé ngon quá tuyệt vời luôn. Đấy vừa học này, vừa học vừa ăn rồi. Phê. Tuyệt vời nha. Uống nước à, uống, uống, uống ngon. Ok.